Kính chào cô chú anh chị, quý vị khán giả nha. Hiện tại thì mình với anh Minh cũng đang đứng trước nhà chị Hồng Loan của chú anh chị. Mấy hôm nay thì anh Minh đã thấy nhà chị Hồng Loan mấy hôm nay tấp nập khách ra vào, rất nhiều khán giả tới mua hàng. Và không chỉ khán giả, cũng có một số nghệ sĩ nổi tiếng. Thì mới nhất là ngày hôm qua anh Nguyên Vũ cũng mới ghé thăm chị Hồng Loan, cũng như là mua hàng, ủng hộ và dẫn mấy buôn đi mua đồ chơi luôn á. Ngày hôm qua, tối hôm qua cũng có một cái tiệc sinh nhật của nghệ sĩ Kim Tử Long. Thì mọi người cũng đã xem được những cái hình ảnh mà Hồng Loan, chị Ni, như chị Phương Lê, như chị Ba Bình Tinh là có một cái buổi tiệc rất là vui luôn của chú anh chị. Thì mấy anh em cũng đứng trước nhà để cập nhật. Thì sáng hôm nay thì cũng quay cái quang cảnh trước nhà cho cô chú anh chị xem. Và cũng có một số thông tin về cái ngày 26 tháng 10 tới đây, cái ngày mà luật sư Tuyết Ngọc cũng đã đưa cái tờ quyết định của tòa án lên để thẩm định cái tài sản căn nhà số 5 đường Đoàn Thị Điểm. Và em thấy là phía bên kia cũng đang rất là lo sợ đó anh Minh. Đúng, họ cũng đang lo sợ cái chuyện mà thẩm định tài sản cũng như là đang niêm phong hai căn phòng đó. Thì anh là một người trong cuộc, hôm nay anh có thể cập nhật những cái tin tức mới cho các cô chú anh chị khán giả được nắm thêm thông tin không anh? Chào tất cả anh chị các bạn nha. Thì phía sau lưng của mình thì hình ảnh quá là quen thuộc rồi. Thì chắc chắn là tất cả ai yêu quý Hồng Loan, những fan của chú Năm, fan của Hồng Loan đó, thì đều chờ đợi cái ngày 26. Và chắc chắn một điều rằng là mọi người muốn là phía bên kia là phải dọn đồ ra, kết thúc cái chuyện này đi, để cho cái công việc của Hồng Loan nó không có phiền phức rất là nhiều. Và coi như là vừa mua bán rồi phải đi tới đi lui làm những cái thủ tục pháp lý luôn. Và mọi người thấy rằng câu chuyện này từ đầu tới cuối, mọi người thấy Hồng Loan vẫn là buôn bán bình thường, và những gia đình, những người trong gia đình của Hồng Loan như Bùm Bùm, rồi Thành Mỹ, anh Nguyên Vũ, chị Ba Bình Tinh, tất cả mọi người đó đều đồng hành cùng với Hồng Loan. Đó cũng là một cái điểm tựa tinh thần rất là lớn từ khán giả, rồi tới là những người ca sĩ, nghệ sĩ Martin Quốc Thanh, những người trong cuộc, họ đã nói lên toàn bộ cái sự thật trong cái câu chuyện này. Chúng ta thấy nó rất là rõ ràng, những cái gì chú Năm để lại thì đó là của Hồng Loan. Và cái điều chúng ta khẳng định 100% là Hồng Loan là đứa con gái duy nhất của chú Năm, không có gì mà đánh cháo khái niệm hay là coi như là đánh lận con đen được đó. Mặc dù là hiện tại bây giờ mọi người thấy phía bên kia đó, là coi như hiện tại thời gian gần đây thì coi như những cái động thái của họ mọi người thấy nó cũng rất là lạ lùng, đúng không ạ? Và tất cả anh em ở đây cũng như hút trực từ sáng cho tới tối đó, để mà quan sát hỗ trợ cho Hồng Loan. Mình quay những cái cảnh nó phía bên ngoài nè, để mà đề phòng những cái kẻ xấu. Thì bây giờ nó cũng còn có mấy ngày nữa thôi đó. Và sáng ngày hôm nay thì Hồng Loan cũng đi đi công việc rồi đó, thì anh em cũng có mặt ở đây. Và cái điều mà chúng ta thấy rằng như là cái bà Tiên Ngáo đó, mọi người thấy ngày hôm qua là cái đám sinh, cái sinh nhật của anh Kim Tử Long đó, thì mọi người thấy rất không khí rất là vui vẻ luôn. Dạ. Yeah. Đúng không? Mà vậy mà bà lên bà livestream, bà công kích con của anh Kim Tử Long, để mà bà làm được, làm cái đó là làm cái gì? Cái thời gian á, cái thời gian mà mình tìm cái chiêu này chiêu kia để mà mình hại Hồng Loan đó, thì mình phải làm, mình tìm cái thời gian đó mình rảnh rỗi mình đi làm những cái việc có ích đi, đúng không? Mọi người thấy xuyên suốt cái câu chuyện này thì coi như là cá nhân của cái bà Tiên Ngáo này là liên tục tung ra những cái đoạn ghi âm và rất là thủ đoạn, như mọi người nó bộc lộ được cái bản chất, phải nói rằng là quá là ghê gớm đó. Nhưng mà thật sự mà nói, không thể nào mà lấy dễ thương mà che mắt cánh được cả một cái cộng đồng xã hội khán giả đó. Càng gì mà Hồng Loan thì mọi người thấy rằng là coi như là Hồng Loan lại được mọi người yêu thương và ủng hộ hết mình. Và anh Nguyên Vũ cũng đã đăng status và khẳng định đây là tôi, là những người dân nè, nhưng mà đây mới là cái tình cảm thật, người thật người thật, nói được làm được đó. Không có cái gì mà họ bây giờ họ dùng tung ra những cái chiêu, mọi người thấy nó cũ rích rồi, và rất là mình nó thua đứa con nít đó. Sao mà nói thương anh Năm mà tại sao mà không có về nước để mà hấp cho anh Năm nắng hiên, đúng không ạ? Và vấn đề chúng ta là chờ đợi cái ngày 26, như là chờ đợi
Nói chung ra mình cũng chờ đợi cái ngày đó để mà kết thúc cái vụ này, kết thúc cái vụ mà phía bên kia họ kiện đó, họ kiện để mà đồng sở hữu đó. Thì mình chờ cái ngày đó thì mình cũng biết chắc chắn là Hồng Loan thắng chắc 100% rồi, đúng không? Nhưng mà những cái vấn đề mình còn phải chờ đợi cơ quan chức năng, tại vì luật sư Ngọc cũng đã chia sẻ rõ ràng đó, mọi người hãy hết sức bình tĩnh, chờ đợi là hạnh phúc, cũng như là những cái tin đồn, những tin đồn thất thiệt đó. Thì nói chung ra mình đứng về cái lẽ phải, mình ủng hộ Hồng Loan vì cái lẽ phải, cho nên là những cái tin nào mà nó chính xác thì mình truyền tải đến mọi người, cho khán giả người ta yên tâm hơn. Rồi, anh ơi, thì có một điều mà khán giả cô ba chị người ta đang rất là quan tâm, đó là cái ngày 26 đấy, thì khi mà tòa án và cơ quan chức năng xuống đây thẩm định cái tài sản này này, thì nó liên quan tới cái mức án phí mà cái cô ve đấy là phải là người bản thân cô phải đóng. Thì anh có ý kiến gì về cái vấn đề này? Cái vấn đề mà thẩm định tại chỗ á, cũng như là nó có hai cái luồng tin. Bên cái quyết định mà luật sư đưa ra là có cái giấy là cái ngày đúng đúng ngày 26, chính xác là cơ quan chức năng người ta sẽ đến làm việc với hai bên tại căn nhà số 5. Thì nó có hai cái vấn đề, số 1 và số 2. Tại vì trước đó là Hồng Loan đã yêu cầu hủy những cái đơn kiện ở phía bên kia, vì Hồng Loan đã chứng minh được mình là đứa con hợp pháp, đúng không? Thì coi như là tiếp theo là cái vấn đề là thẩm định tại chỗ, thì mình cũng chưa biết rõ, tại vì cái ngày đó bây giờ còn tới 9 ngày, mình chưa biết là cơ quan chức năng người ta sẽ làm việc về cái vấn đề gì, đúng không? Nó có nhiều tình huống giả định, giống như là có thể là hủy những cái gì phía bên kia kiện luôn, cũng như là có thể là dọn đồ ra khỏi nhà. Thì những người mà yêu quý Hồng Loan, người ta muốn là cái ngày đó mình đang mong muốn là dọn đồ khỏi nhà, kết thúc vụ việc này. Thứ nhất là dọn đồ, thứ hai là cái căn phòng mà của cái cô Sáu là hiện tại là đang bán niêm phong. Cái ngày mà cái cô ve cô ấy tới dọn, lấy tiền vàng ở căn phòng của cô ấy thôi. Còn cái căn phòng của cô Sáu thì vẫn đang bị niêm phong và mọi người đang rất chờ đợi là xem là cái bí mật ở trong cái căn phòng đấy có những cái gì. Đúng rồi. Nó có chứa được những gì và nó có liên quan gì đến cái thông tin mà những cái phong bao, phong thư, tiền phong điếu này, rồi là những cái linh vật, di vật của cô nghệ sĩ Vũ Linh để lại. Nói chung là đó là một cái dấu chấm hỏi mà bây giờ mình cũng chưa có thể kết luận được cái điều gì. Mình chỉ biết là cái ngày 26 là cơ quan chức năng người ta tới làm việc giữa hai bên về những cái vấn đề liên quan trong cái vụ việc mà tranh giành này đó. Mình không kết luận được, tại vì nó giống như luật sư Ngọc chia sẻ là không nên tiết lộ những cái thông tin nào cần thiết mình chia sẻ, không nên tiết lộ quá nhiều thông tin, đúng không? Đó, thì mình cứ chờ đợi cái ngày đó và cái vấn đề hiện tại bây giờ đó, thì mình cứ quan sát phía bên ngoài nhà Hồng Loan đó, để mình cũng nâng cao cảnh giác để mà giúp chị đỡ Hồng Loan trong vấn đề này, tại vì cũng còn mấy ngày thôi, rất là cận kề thôi. Và mình nghĩ là cái câu chuyện này khi mà đến cái thời điểm này á, có nhiều cái phía bên kia hầu như là coi như là bây giờ là coi như là te tua tơi tả rồi, thật sự mà vậy. Nói chung mọi người thấy thời gian gần đây thì ông Sạc Binh nè, rồi bà Hải Bưng Ca nè, thấy cũng đâu có rục rịch gì nữa. Mọi người thấy trước đó là tung ra những cái vấn đề con nuôi rồi đủ thứ những cái chiêu luôn, bây giờ là coi như tắt đại luôn đó. Rồi bà Bánh Tét thì dở những cái trò này dở trò kia, quay xe rồi xin lỗi Hồng Loan, rồi khen Hồng Loan nức nở luôn, đúng không? Nhưng mà những cái vấn đề đó không quan trọng, tại vì thời điểm này là Hồng Loan là cũng sắp tới cái ngày mà được thoải mái, đúng không? Không có phải là bị những cái phiền toái mà nó rất là vô lý luôn, đúng không? Có phải anh ơi, có phải là phía bên kia là họ nhận ra là họ đã thua cục, thua toàn phần rồi, cho nên là họ đang có những cái chiêu trò là lấy lòng thương cũng như là những cái công việc mà họ đang đi làm từ thiện đấy, anh biết không? Thì rõ ràng thì cái câu chuyện này là một cái câu chuyện pháp lý, đúng rồi. Còn ví dụ như bây giờ mình phản biện ở trên mạng thì mình ví dụ như những cái đoạn ghi âm của những cái bà tiên ngáo nè, và những cái vấn đề bất lợi cho Hồng Loan, mình phản biện ngay kịp thời. Còn cái đây là câu chuyện pháp lý và luật sư đã chia sẻ, bây giờ họ cung cấp những cái gì trên tòa là cái chuyện của họ, và họ muốn kiện gì là chuyện của họ, nhưng mà ra tòa không còn phải xem xét, đúng không? Những cái nào mà không hợp lý, không đúng thì tòa sẽ bác bỏ hết. Thì nó giải quyết theo trình tự, cho nên là cái thời gian nó mới kéo dài tới thời điểm này. Tại phía bên kia họ cứ tung ra cái này, tung ra cái kia, rất là nhiều vấn đề luôn. Nhưng mà mình cứ là
một cái điều chắc chắn 100% Hồng Loan là một đứa con hợp pháp. Về pháp lý thì Hồng Loan nó đã thắng rồi, nó rõ ràng. Dạ anh ơi, thì có một số ý kiến của khán giả, người ta hỏi là bây giờ phía bên kia họ đang làm những cái việc thiện nguyện để sau này ví dụ như nếu như mà trong cái việc mà xét xử đấy họ có mang tội thì họ sẽ lấy những cái tình tiết đó để giãn tội cho họ, thì anh thấy như thế nào, có đúng không? Khán giả nói có đúng không? Có nhiều ý kiến của khán giả khi mà họ bán cái quán bún gần ở chỗ Hồng Loan đó. Dạ. Tại cái thời điểm này á nó rất là nhạy cảm, khiến cho mọi người cũng rất là lo lắng, không biết là phía bên kia họ dở cái trò gì. Nhưng mà nói chung ra mình cũng không quan tâm về vấn đề đó đâu, mình đi vào cái vấn đề chính, còn vấn đề họ làm cái bất cứ một cái gì họ làm á thì là khán giả người ta xem là người ta đều nhận thấy rõ và người ta biết. Và thật sự mà nói, người khán giả lúc nào người ta cũng mong muốn là Hồng Loan cung cấp ra những cái thông tin cái tiền đánh tan của chú Năm. Dạ. Còn vấn đề mà họ bán ngày 600 tô, năm 600 tô đó là cái chuyện của họ, đúng không? Thì dạ, sự thật thì khán giả người ta cũng biết hết rồi. Phía bên kia họ làm cái gì á thì nói chung ra thì một suốt người ngộ, hai bên thì đều có cái fan, người thương kẻ ghét. Nhưng mà Hồng Loan thì mọi người thấy là đại đa số là mọi người yêu thương, khán giả rồi nghệ sĩ, nói chung là những người nghệ sĩ ngày xưa mà chơi chung với họ cũng đã quay lưng với họ rồi. Dạ. Đại đa số là quay lưng với họ hết và qua ủng hộ con gái của ông Năm. Để đúng không? Thì mọi người cứ yên tâm về vấn đề đó. Bây giờ là mình cứ chia sẻ những cái cảnh buôn bán của Hồng Loan ở đây nè, khán giả thì tới ủng hộ ra vô tấp nập luôn. Và cái điều đó là một cái câu trả lời đó, hàng triệu khán giả và những người nghệ sĩ như anh Nguyên Vũ nè, đúng không? Đó là những người nghệ sĩ, những người trong cuộc như Thành Mỹ, Bùm Bùm. Và sau này khi mà câu chuyện kết thúc là Thành Mỹ, Bùm Bùm là bây giờ ba anh em là mồ côi hết, sống và bảo bọc với nhau, yêu thương với nhau. Và sau này khi mà kết thúc rồi, bảo đảm với mọi người là tương lai của Thành Mỹ Bùm Bùm nó sẽ rất là phát triển và rất là tốt đẹp. Là nhắc về cái câu chuyện mà thiện nguyện đấy anh, thì hiện tại thì Hồng Loan đang rất là bận về rất là nhiều thứ, về cái công việc mà bán hàng online này, rồi là những cái khâu chuẩn bị cho cái phiên tòa sắp tới, mà Hồng Loan vẫn dành thời gian để đi làm những cái việc thiện nguyện cho những hoàn cảnh khó khăn đấy. Thì anh có đánh giá như thế nào về con người Hồng Loan? Tại vì Hồng Loan cũng đâu có gì mà phải suy nghĩ nhiều đâu, chẳng qua là thời điểm ban đầu á nó gặp một số phiền toái thôi. Tại vì cái nhà là của mình, đất đai toàn bộ là của ba mình để lại cho mình, đúng không? Thì nó đâu có gì mà phải mệt mỏi. Cái gì của mình á mình không có mệt mỏi, còn cái gì không phải của mình cứ suy nghĩ để tìm cái này tìm cái kia để trở thành cái sở hữu của mình thì nó không thể nào mà xảy ra. Và nó giống như cái kiểu như là của người ta mà mình cứ suy nghĩ để thành cái của mình đó thì nó sẽ, nói chung là nó sẽ là gặp nó những cái vấn đề mà coi như là bây giờ nó thật sự trong cái vụ này phía bên kia họ mất, mà mất rất là nhiều cái. Cái quan trọng nhất ở đây là cái danh dự và uy tín, nó rất quan trọng, đúng không? Ví dụ như công việc buôn bán của họ và công việc của Hồng Loan mọi người thấy rất là rõ, một trời một vực luôn. Cái quan trọng là cái danh dự và cái uy tín. Cảm ơn những chia sẻ của anh. Rồi, cảm ơn anh Minh nhé, để có những cái chia sẻ rất là chúc anh có nhiều sức khỏe nha. Rồi.